Kính thưa quý vị, ngày 27 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trịnh Hữu Tú Trân, sinh năm 1978, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Thái Dương, 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Tại tòa, bị cáo Trân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết, gửi lời xin lỗi tới phía bị hại. Đáng chú ý, trong phần lời nói sau cùng, Trân xin nhận mức án tử hình và được thi hành án ngay lập tức, dù trước đó đại diện Viện Kiểm sát chỉ đề nghị mức án 20 năm tù. Hồ sơ thể hiện Trân là thủ quỹ của công ty, quản lý thu chi tiền mặt, chìa khóa két sắt. Lợi dụng quyền hạn và nhiệm vụ được giao, từ đầu năm 2020, Trân đã qua mặt lãnh đạo, chiếm đoạt hơn 2,9 tỷ đồng của công ty để tiêu xài cá nhân. Cạnh đó, lợi dụng việc quản lý tài khoản ngân hàng của công ty, Trân đã chuyển 8 tỷ đồng từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân. Để che giấu hành vi phạm tội, Trân đã báo cáo số tiền thu chi, tồn quỹ về công ty đúng theo sổ sách chứng từ. Quá trình điều tra, Trân khai năm 2012 quen bạn trai là Nguyễn Thanh Tùng, quốc tịch Mỹ. Đầu năm 2020, Tùng từ Mỹ về Việt Nam chung sống với Trân tại chung cư Kim Tâm Hải, quận 12, sau đó chuyển đến chung cư Cityland Park Hill, quận Gò Vấp. Thời điểm này, do Tùng cờ bạc mà thiếu nợ, nên nhiều lần Trân tự ý lấy tiền của công ty. Mỗi lần từ khoảng vài chục triệu tới khoảng 100 triệu đem cho Tùng trả nợ. Lúc đó Trân nói với Tùng là tiền mượn của công ty. Trân biết công ty không thực hiện kiểm tra quỹ tiền mặt hàng tháng, nên để tránh phát hiện, Trân vẫn làm báo cáo số tiền thu chi, tồn quỹ về công ty đúng theo sổ sách chứng từ. Trân thừa nhận đã lấy trong két sắt của công ty số tiền khoảng hơn 3 tỷ đồng và 34 triệu JPY, tức 34 triệu Yên Nhật, bằng thủ đoạn như nêu trên. Toàn bộ số tiền Trân chiếm đoạt phần lớn đều đưa cho Tùng đem đi trả nợ. Trân chỉ sử dụng tiêu xài cá nhân khoảng 100 triệu, số còn lại Trân cất giữ đã bị cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình thi hành lệnh khám xét nhà. Còn Tùng khai quen Trân được khoảng từ 7 tới 8 năm. Tháng 1 năm 2020 từ Mỹ về Việt Nam, Tùng chung sống với Trân. Tuy nhiên, Tùng không biết gì về hành vi phạm tội của Trân cũng như không sử dụng số tiền mà Trân đã chiếm đoạt của công ty. Xét đến nay, không có tài liệu chứng cứ thể hiện Tùng biết việc Trân chiếm đoạt tiền của công ty và sử dụng số tiền do Trân phạm tội mà có. Cũng không có cơ sở pháp lý xác định Tùng là người sử dụng số tiền Trân chiếm đoạt. Do đó, cơ quan tố tụng chưa có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với Tùng.